kiểu như là hồi trưa chị có coi camera ở trước là cái giấc đó là 12:50, là nó đi tới đi lui là đúng 12:50 là bắt đầu là cái thằng nó đi tới, mà kiểu như mình không có thấy dáng của thằng đó, mà kiểu như cũng không thấy xe của đó, mà thấy con này nó đâm qua bên kia đường thôi là mắc luôn á. À, là có thấy một người nữa, người bạn đó là chị không, nhưng mà kiểu như là nó đứng nó thấy à. Kiểu như con bé nó đứng nó chờ á, rồi thấy nó thấy cái thằng nó đi tới gì á, rồi nó đâm qua con lươn luôn. Dạ em chào cả nhà. Dạ thì đây là con đường mà nơi mà bé gái 14 tuổi xin cha mẹ qua bên ngoại chơi tại Hóc Môn này. Khi mà qua con đường này thì theo camera ghi lại thì bé băng qua đường có một người nào đó đến đón bé đi, cũng như là mất liên lạc với gia đình từ hôm đó cả nhà. Đây là cái con đường từ ở bên trong nhà trọ của anh với chị, anh Phong với chị Vân đi ra ngoài quốc lộ 22 ở tại Hóc Môn cả nhà. Từ đây mà đi ra ngoài là đối diện ở phía ngoài đó là cái con đường quốc lộ 22 tại Hóc Môn. Thì hiện tại thì cha mẹ của bé Huy đang rất là lo lắng cho con của mình. Hôm nay thì cũng là 4 ngày rồi là không có liên lạc được với con gái. Thì tụi em cũng xin tiếp tục chia sẻ cái câu chuyện này đến quý vị khán giả, là mong tìm gặp bé để về với gia đình sớm nha cả nhà. Mới vừa nói nó là dạ dạ rồi sinh ra nó vậy luôn. Thì chị mới vừa xin vô công ty nó làm được có 2 ngày 3 ngày gì ha, là dạ, nó đi đó. Dạ. Sao vậy? Có cái Facebook của bạn của bé lấy hình bé để làm hình nào. Dạ. Nên coi là nó thấy cái này là người này là ai? Như bạn nó trong Facebook á. Trong Facebook á. Bạn nam rồi. Bạn nam. Lấy hình của bé để làm hình nền thì bởi vì thấy ngộ cũng chụp lại cho màn hình lại coi vô Facebook nó là thấy à. Facebook con tìm cái Facebook này rồi giờ cái hình cái Facebook này đây đây cả nhà, đây là cái Facebook mà để hình cái hình của bé bé luôn. Nguyễn Anh Tài đó. Cái đó chắc cũng biết phải không á. Ừ. Mà biết sao đây mình chỉ nghi mình để gì thôi chứ đúng rồi, đúng rồi. Thấy gì cho mình chụp lại màn hình vậy thôi chứ mà cái này là đâu... anh thấy ở đâu, anh thấy ở đâu, trong điện thoại bé hay sao? Trong cái mà cái Facebook của nó mình thấy trong đó vậy thôi chứ mà chưa chắc là phải. Đúng rồi, mình đâu có mình chỉ thấy vậy thôi chứ mình đâu có nghĩ là mình đâu không chắc là nó sẽ lại vậy, cho nên mình thấy mình chụp hình lên vậy thôi. Dạ. Là trong bạn bè với bé ha. Ừ, với bạn bè nhưng cái thích nó lấy hình nó up lên nó gì. Rồi lên đi đây. Bé là xài điện thoại gì á? Samsung hay là iPhone? Máy gì đâu, cái hiệu gì đó khó kêu lắm. Những người này là không anh chị không biết. Không biết. À, không biết, bạn là bạn trên mạng thôi. Bạn không, mạng không phải là bạn công ty không ạ? Không phải bạn công ty không ạ. Bây giờ mình thấy nào tự nhiên mình vô cái đích con mình thấy vậy đó. Hình đó. Mình vô coi lại thấy không thấy vậy nè. Dạ. Không biết sao, biết nó quan hệ gì sao. Cái dạ, bạn bè thân thiết mà nó làm để gắn vậy. Dạ. Đúng không? Chị điện cho bé là nói bé đi chơi với bạn chút gì là hồi đó chị có suy nghĩ trong đầu gì không chị? Tại vì hồi đó giờ là bé, chị nói là bé là không có bạn bè gì hết á. Không có nói đi với bạn đâu. Nó không có nói là nó đi với nó đi qua ngoại. Nó là đi với qua ngoại. Đúng rồi. Nhưng qua ngoại xong rồi chắc chiều á mình chị qua bệnh chị trước nó mà không có nó. À, chị mới xong điện. Xong rồi tới đầu chị mới điện. Dạ. Chị điện xong rồi nó mới nói là bạn chở đi mua đồ, nó nói là bạn chở đi mua đồ chút đứa con về. Dạ. Nó bây giờ là phải về liền. Nó là vậy con về liền rồi là tôi luôn á. Mà lát nữa là điện thoại là thay bao luôn. Dạ. Khoảng bao lâu rồi chị mới điện lại nữa? Cái một chút xíu nữa cái chị thấy nó lâu quá đi, không thấy nó về, chị mới điện lại là nó la thay bao với khách thì không liên lạc được. Trời ơi. Mình cứ nghĩ là nó hết pin. Rồi cứ đợi. Thế nào giờ bé cũng đâu có đi như vậy đâu, là mình đâu có nghi ngờ gì đâu. Bé tưởng... Không, nói chung là từ nhỏ tới lớn giờ nó không có xa chị qua... đi phút nào hết á. Chị qua bên ngoại mà không thấy bé là mình đã hồi hộp trong bụng rồi đúng không? Thấy không yên rồi.
tự nhiên bé nó qua đó mà tự nhiên trời nó đâu có xa chị đâu à. Nó không có xa chị chị bút nào hết á. Trời ơi, nó là về liền chút xíu là về liền à. Tự hôm đó cái là dậu nó làm về liền thôi chút xíu thì tại vì mấy lần trước là điện rồi nó la về liền thì để nó về liền mình đâu có điện được nữa đâu. Nó lắc cứ hết cỡ 7 giờ mấy thì chị điện lận chập nữa là thuê bao của khách thì không liên lạc được. Ở vụ đâu sợ là vụ đi đâu sợ vụ rồi ở đây thì chị sợ đấy hả chị có sợ nó đánh đập nhỏ chết nhỏ nữa có sợ bắt cóc giờ này cũng có nhiều vụ bắt cóc đúng không mình trong lòng mình lo mình suy nghĩ đủ thứ nghi ngờ đủ thứ hết. Với lại nó cũng biết nó cũng biết tánh mẹ la la vậy thôi đi về cũng về à nó không dám đi ở lại qua đêm đâu. Với lại từ nhỏ nó lớn giờ nó đâu có xa chị gì phút nào nó ở gần của chị không đó. Thì bữa giờ là mình chỉ đi tìm thôi chứ mình chưa có đăng những cái thông tin này lên mạng nữa anh Phong. Mới đăng hôm nay thôi hay sao? Mày bữa giờ có đăng không? Hôm qua. Mà cũng tiến triển gì đó. Hôm qua là anh đăng lên Facebook hay sao? Facebook à. Facebook thì cũng cái lượng người chỉ cập nó ít nên là chắc cũng ít người biết. Mà khi mình đăng Facebook của bé có thể nếu mà bé xài điện thoại bé biết bé thấy. Nếu mà nó xài nó thấy. Nếu mà nó xài nó thấy thì mình cũng phải về. Bọn này mình chọn đây rồi nó không có được xài thôi thôi. Bé có biết đọc tin nhắn này kia là biết hết không? Hết chứ. Thì bé học được lớp 3 rồi. Biết chưa? Mặt con cái là không giữ được cái điện thoại. Nếu mà giữ được thì đọc dần nó không được. Số điện thoại của anh với chị là bé có nhớ không? Nhớ trong máy nó lưu hết trong đó luôn. Anh đang lo là bé bị đang bị bắt cóc, chỉ lo một cái đó thôi chứ không có lo gì hết. Chứ đi chơi thì cũng nếu mà đúng đi chơi đàng hoàng thì cũng về chứ dạ, đúng rồi. Thì... đó, mà cũng mong là khi mà đăng tải thông tin lên thì mọi người chia sẻ giùm để mau chóng nó tìm được bé chứ mình cứ để im như vậy mình đi tìm thì không bao giờ mình tìm gặp rồi. Dạ. Chị bây giờ thì chỉ nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ anh với chị để chia sẻ cái thông tin cho mạnh mẽ lên để mình mau chóng tìm được em nó về thôi, chỉ còn cách đó thôi. Nghe đi thôi. Nghe nè Hà ơi. Đâu? Nghe. Rồi. Mày nói lúc camera thắng đi ra để nói hai ông cho coi. Tại kêu nó kêu coi dùm. Tính kêu Hà coi giùm thử coi camera thử coi giúp lúc 12 giờ 12 giờ 50 là nó đi ra đứng ngay chỗ đó mà coi thử giùm Hà. Hà coi giùm hả? Ừ. Có 12 giờ 50 á là nó còn đứng ở ngoài đầu đường á. Camera là chị thấy được ở cái chỗ công ty mình với sếp đi chúng tôi chứ không có thấy được đi chắc không thấy được lại đầu hiểm đâu. Không, cái lúc mà nó vừa băng qua cái con lươn luôn. Con lươn nào? Cái con lươn đầu đường mình á, ngay chỗ công ty đi qua đó. Thì nó băng qua bên con lươn đó đó. Rồi, có gì coi giùm nha. Rồi, cảm ơn. Trong camera là thấy bé là đi qua đường lộ bên kia luôn hết. Kiểu như là hồi trưa chị có coi camera ở trước là cái giấc đó là 12 giờ 50 là nó đi tới đi lui là đúng 12 giờ 50 là bắt đầu là cái thằng nó đi tới. Mà kiểu như mình không có thấy dáng của thằng đó mà kiểu như cũng không thấy xe của thằng đó mà thấy con này nó đâm qua bên kia đường thôi là mắc luôn á. À là có thấy một người nữa, người bạn đó là chị. Không, sao? Nhưng kiểu như là nó đứng nó thấy à. Kiểu như con bé nó đứng nó chờ á rồi à, thấy nó thấy cái thằng nó đi tới hay gì á rồi nó đâm qua con lươn luôn à. Là phút cao ra mình không thấy là nó phút rồi mình không có thấy được nữa. Rồi mé bên kia đường đó là có quán hay tiệm tạp hóa gì là nó có camera không chị? Mình đó là ngay chỗ ngay đường lộ rồi, đường quốc lộ lớn rồi thì chốt ngay cái chốt cảnh sát giao thông chỗ đó không có camera rồi. Con hết tại nói chung là mình đã báo chính quyền mà nếu mà người ta chịu giúp mình á thì người ta sẽ coi camera để ra truyền á. Tại vì đây ra ngoài khẽ có ra ngoài đường là sẽ thấy bé, biết bé đi với ai liền. Thì bé đi là mặc là cái quần màu đen, áo khoác màu đen. Yeah. Và cái áo trong là màu tím.
Rồi biến giống cái hình nãy đưa thôi. Tóc mà cũng dài bình thường vậy hả? Tóc dài, tóc dài qua dài vậy nè. Cũng gần đít vậy đó. Thì anh chị cũng báo công an rồi thì hy vọng thì công an cũng vào cuộc để tìm bé giùm sớm sớm chứ mà để lâu quá cũng không tốt. Thấy hôm qua nay thì nhưng mà công an chịu tìm thì em nghĩ là cơ quan chức năng đã giỏi lắm. Ta tìm là đã biết ai đi với ai liền à. Sợ nó không ta chưa có giúp mình thôi. Đúng rồi. Giờ chỉ chờ cầu mai, nếu mà nó về là được rồi chứ không cần la gậy nó đâu. Là chạy gì nữa. Nó về là mừng lắm rồi. Đúng rồi, thì giờ cha mẹ thì chỉ mong con về thôi chứ về đâu có la gầy gì nữa đâu, về là mừng lắm rồi. Trời ơi, được ngày có la có gầy gì. Bên ngoài hôm cũng điện qua hỏi tìm được chưa, nó chưa có tìm được gì đó. Chứ nào giờ bé đâu có đi qua đêm như vậy đúng không? Không có đi qua đêm luôn đúng không anh? Không. Đâu có đi ra ngoài mà qua đêm như vậy đâu, đây là lần đầu tiên nên là ai gia đình cha mẹ ai mà không lo được. Này là từ nhỏ tới lớn giờ mới lần đầu tiên luôn á. Lớn càng lâu, nhỏ lâu đã đợi, lớn càng lâu. Trước khi bé đi là bé đã có hẹn với bạn rồi, mà bé chỉ xin gia đình xin cha là đi qua ngoại thôi. Cái này mà nói nếu mà đi với bạn thì có thể cha hỗ trợ đi. Chị đi làm về cái đầu cơm nước chị nấu sẵn rồi, chị đi làm về là nó chỉ ăn thôi, mà chẳng lo mà giờ là đồng thấy là lo rồi. Cái tuổi này là tuổi đang lớn là cũng tò mò nữa. Cũng hy vọng là qua cái clip của anh với chị chia sẻ thì chị cũng nói là bé hiền, bé cũng còn khờ đó. Bé nó hiền, ta nói sao nó nghe vậy à? Khờ dễ bị. Đi làm trong công ty rồi cái bà trong công ty, bà KC trong công ty nói con mai từ từ thôi, còn đừng mai quá đuối sức. Nó còn học lại, nó học lại cho người khác nghe vậy nữa đó. Mà mình làm thì mình ăn lương sản phẩm mà. Mình làm nhiều mình ăn nhiều, làm ít mình ăn ít. Đầu có người ta nói vậy, cái nó học lại cho người khác nghe, người khác học lại cho người khác nghe nữa. Vậy đó, người ta nói sao nó nghe vậy à? Không. Nhiều khi chị ở cái bên như đó, con nói vậy mới công người ta nghe được, người ta chửi đó. Vậy đó. Nó muốn được nói vậy đó. Dạ. Nói chung đi vô công ty thì ai cũng thương nó hết á. Tại vì mà nó lớn cỡ 16-17 tuổi rồi còn đỡ một chút. Lúc đó là nó biết mới có 14 tuổi à. Mình lớn suy nghĩ còn ấy lắm, nó đâu có biết được cái gì. Đâu có biết ở ngoài có nhiều cái cạm bẫy, nhiều cái người xấu, đâu có biết được. Tự lúc nào cũng sống với cha mẹ trong bàn tay, lúc nào cũng được cưng chiều, nên là ra ngoài đâu có tưởng ai cũng tốt, đâu phải là ai cũng tốt như vậy đâu. Bé bình thường có hay tâm sự với chị không chị? Rồi hy vọng thì tụi em đăng tin lên rồi cũng những cái kênh khác đăng lên nữa thì sẽ mau chóng tìm được bé về với nhà mình. Nói chung là bây giờ anh chị cũng mong được như vậy. Chỉ mong là bé về.